Nếu có đề thằng ấy làm vào tay ai nhá. À, cái điều mà gắn bó Đạt với Uyên á, thì có thể gọi là cái niềm tin. Tại vì đôi khi cả hai đi làm về nghệ thuật như thế này thì cái niềm tin là cái quan trọng nhất. Tại vì có thể là bạn nữ sẽ quay với một bạn nam nào đó, mà nếu mà Đạt không đủ niềm tin để tin tưởng Uyên á, thì Đạt sẽ rất là ghen. Còn Uyên? Em sự nhường nhịn và sự thay đổi, giống như là ở hai đứa mình khi mà quen nhau thì mình sẽ nói ra những cái mình cảm thấy là người kia chưa được hoặc là không đúng, thì anh Đạt với lại Uyên cũng là hai người rất là thẳng tính và trao đổi với nhau để mình cùng nhau mình cố gắng để mình phát triển con người của mình hơn, thì như vậy thì mình mới quen lâu dài được. Làm gì? Thơm biến. Quá đơn giản, quá bình thường. Được rồi. Ok. Thông điệp của Đạt gửi đến cho các bạn đó là đừng tìm kiếm tình yêu mà hãy để tình yêu tự đến. Còn với Uyên thì Uyên muốn gửi đến cho các bạn là các bạn hãy cứ yêu, hãy cứ sống theo trái tim của mình, trau dồi về bản thân của mình, về con người của mình và theo một cái hướng tích cực. Uyên cảm thấy như vậy thì cái tình yêu sẽ lâu dài hơn. Em Uyên thấy vậy. Đón xem Người Ấy Là Ai mùa 3 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.